Xin chào toàn thể các bác anh em audio ạ. Trong video này thì em Minh vừa mới về tại cửa hàng của em Minh, một con âm ly đến từ thương hiệu Pioneer, một con âm ly 3 số khủng long của hãng Pioneer, gấu nhất trong dòng 3 số ạ. Con này là con âm ly Pioneer QX949, một trong những con âm ly rất là gấu. Con này âm ly này thì có một cái size rất là khủng ạ. Chiều ngang của chiếc đi này là 55 cm ạ. Chiều cao của máy là 15 cm và hậu sâu là 45 cm. Cân nặng của chiếc đi này lên đến 22,5 cân, tức là 22,5 cân. Đánh 8 con sò Toshiba chữ đỏ, dòng sò than, dòng sò sắt, rất là khỏe. Công suất của nó tiêu thụ lên đến 400W. Đối với chiếc đi này thì nó gần như là không biết ngán bất kể các dòng loa nào, các dòng loa cỏ, các dòng loa của Mỹ, các dòng loa của Nhật cỏ các bác nhá, từ bass 40 trở lại thì phối ghép đều rất là tốt, đánh rất là ngọt ngào tiếng. Nói chung Pioneer thì từ xưa đến nay rồi thì nó ăn sâu quá nhiều vào tiềm thức của người chơi audio rồi. Nó cái chất âm của nó thì nó nịnh tai, dễ nghe, nó cũng không có nhiều những cái đặc trưng khác mà nó chỉ có dễ chịu. Nói chung ai cũng có thể nghe được cái chất của Pioneer, nên là bởi vậy nó được ưa chuộng tại Việt Nam chúng ta rất là nhiều. Thì quay trở lại con âm ly này thì anh trên hình thức đây, cái con này là hàng bãi về từ Mỹ các bác nhá. Nó không phải là hàng xuất sắc nhưng mà cũng là đẹp. Mặt là phanh nhôm, toàn bộ phanh nhôm, rồi các cái núm nút mặt phay rất là sáng sủa, không có xước hay là cấn gì cả. Thì ở đây nó sẽ có cái đồng hồ đời hồng tan hộp rồi tan như mây. Đấy, khi chúng ta bật to lên thì cái đèn tia nó sẽ nhảy theo cái tín hiệu. Nó làm kiểu dạng chữ X này cũng rất là đẹp mắt. Rồi tiếp theo nữa là cái con này nó có một cái đèn nền rất là to. Vì do là size 55 nên là cái đèn nền hiển thị của radio này nó rất là đẹp mắt. Khi chúng ta chuyển sang radio này thì nó sẽ nổi cái đèn kim này lên, cũng như là nổi cái đèn đồng hồ đo sóng đôi ở đây. Thì chúng ta bày cái này nó rất là vintage và nhìn nó rất là cổ điển và hay và đẹp mắt. Cũng có chỉnh bát chép, rồi cắt giải trầm, cắt giải cao. Ngoài ra thì có chỉnh phone riêng biệt, chỉnh bát chép, đánh được hai đôi loa ở hai chế độ thì chúng ta có thể là chỉnh bát chép ở riêng ở từng loa. Ví dụ chúng ta sẽ chỉnh một đôi loa, chúng ta sẽ chỉnh độc lập bát chép ở đây, một đôi loa nữa chúng ta sẽ cũng sẽ chỉnh độc lập bát chép ở đây, và có thêm nhiều chế độ đánh hai channel hay là bốn loa đấy ở đây. Ngoài ra thì cũng hỗ trợ cho chúng ta ở đây gồm có ba cổng kết nối anh em nhé, ba cổng kết nối. Xem nào, AUX này, TAPPE này, 1, 2, 3. Vậy hỗ trợ cho chúng ta là 4 cổng kết nối anh em nhé. Cũng có đầy đủ lao nét ở đây. Đấy, radio là 108. Đây là em mình đang nghe cái chế độ là radio đây ạ. Đấy, 102,7. Thì đối với con Pioneer QX949 nó có một cái size cũng như là cái phần công suất rất là khủng này, thì so với cái đời như là anh em cạnh tranh là hãng Sun Tzu như là con này, nếu mà so với con 8080DB mà có mức giá cao hơn rất nhiều thì con này nó vượt trội hơn rất là nhiều về phần hình thức này. Hình thức thì em không nói, nhưng mà về phần cấu hình nó rất là gấu. Bây giờ em mình sẽ tiến hành mở cái phần ruột để anh em thấy được cái độ gấu của nó nhé, so với những cái đối thủ cạnh tranh như Sun Tzu 8080. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra phần vỏ gỗ. Ở đây thì mình đã mở sẵn ốc rồi, mình chỉ việc mở ra để cho anh em dễ hình dung thôi. Những bác biết thì không nói, những bác chưa biết thì có thể là xem để hình dung. Máy rất là đẹp nha, em sẽ quay trở cận cảnh nè. Đó, toàn bộ là zin nguyên bản nha, size là size 55, rất đẹp. Mình sẽ nghe một tí nhạc nè. Đây là cái nhìn tổng quát từ phía trên của chiếc ly, gần như là máy đặc ruột anh em ạ, rất là đặc ruột luôn. Bốn con tụ Enla rất là lớn ở đây, bốn con tụ anh em nhá. Còn nguyên nguồn rất là to, nguồn này nó có cái gần 20 này, cái găng tay của mình 20 thì nó gần 20 này, nó rơi vào khoảng 18 nhá, 17-18 nhá. Toàn bộ cái khung sườn, saxi và linh kiện bo mạch đều sáng,
linh kiện đều sáng sủa, bo mạch đều nhôm sáng trắng, không có bị hoen gì gì hết. Tại vì con này thì nó ra đời cũng khá là sâu đời rồi, từ những năm 1973 cho đến 1976 ạ. Đó, nó ra đời vào những năm như vậy. Nhưng mà con này là hàng về trong tình trạng anh em hàng bãi này. Đấy, long lanh luôn này. Đó, mạch. Ở đây là sẽ là bốn con, mỗi bên là 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, tổng cộng là 8 con, cho công suất là 400W các bác nhá. Bốn con tụ rất là lớn. Đối với phần linh kiện mà như thế này thì em nghĩ cũng là quá là đẹp rồi, so với cái độ tuổi của nó từ năm 73, sản xuất năm 73 đến năm 76 là sản xuất trong vòng 3 năm. Thì con này nó rơi vào khoảng giữa giữa. Đấy. Long lanh cạnh tranh. Quá là gấu luôn, máy đặc ruột. So với em 8080 của Samsung thì con này đúng là nó nổi trội hơn rất là nhiều về phần linh kiện. Còn về phần hình thức thì mỗi anh em sẽ có một cái nhìn đẹp riêng, mỗi người sẽ thích một cái vẻ đẹp riêng. Thì ở đây là em mình đang review về con 949, một con âm ly khủng long của hãng Pioneer. Phối ghép được rất tốt, rất nhiều với cái dòng loa. Thì em mình qua video này, em mình đã test qua mọi chức năng là radio này, hát tốt, aux hát tốt. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu chiếc âm ly Pioneer QX949 này để phối ghép loa cũng như là trưng bày thì xin phép vui lòng liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên bài đăng. Và giá của chiếc âm ly QX949 này có mức giá là 13.500.000 đồng các bác nhé. Đó, máy rất là đẹp ạ. Size 55, nặng 22 cân rưỡi.